Nghe đây là cái sạc MAT Ngọc Vũ nhá, đang test nhá, cho ra bã luôn. Đang nấu cái nồi nước này. 30A 700W này. Đây, em test cho bạn xem là cái đồng hồ đây nhá. DC thì ra về không à. 30 A. Đây. 2 giây rồi. Đấy, 30 A. À, 30 A còn cái đầu vào 4 A. Vào 13 A, 12 A. Rồi đây, đầu vào 12 A, 12,5 A. Đầu ra là 30 A. 54V và 24V. Em đo tiếp nha. Nhiệt độ đây, quạt đang quạt bởi cái quạt nhỏ này. Quạt này rất êm. Quạt có 0,14A, thực ra có 0,1A đâu, chưa được đâu. Quạt này đứng nó đấy. Đây là 43 độ này. 43 độ, 44 độ này ạ. Đấy, 47 độ. Nước sôi của cơ. Test ra bã rất là êm nha anh em. Nóng quá này. Này nó bốc lên. Đây. Cái nhiệt độ đang ổn định nha. Nãy giờ chỉ 47 độ thôi. Sôi cả nồi nước này rồi. Ra bã luôn. Đây, vẫn chạy bốn con này thôi. Cái phiên bản MT 40A Ngọc Vũ Lab đấy. Cái này thì được thay đổi cái chỗ này để chạy không cần bình nữa. Đến, mấy con mới phát này. Đúng bản 40A nha. Ra con loạt này nó còn sốc lên được 80 A cơ. Rút vào vã. Ở này ra nếu mà độ thêm quạt có thể chạy được khoảng gần 50 A. Như vậy cái mạch này mình phải độ thêm một chút, còn cũng có công suất này thôi. Cái bản này.